Vâng, mình chào cả nhà nha. Hôm nay mình giới thiệu với cả nhà mình lô mai tàng chơi Tết nha. Rồi nút nụ nè, mặt lù luôn á. Cái này cao cỡ 1m8 đến 2m ạ. Ngoài này chỉ có cái quần nè, quần này nó tầm 20, tàn ngang này nó cỡ 1m2. Giá chỉ có 1,5 triệu một cây thôi cả nhà mình. Giá tại vườn nha, 1,5 triệu một cây. Mọi người có nhu cầu sở hữu những cái mai tàng này gọi cho mình qua số điện thoại 0917 072 138 nha. Quá trình nụ luôn nè, nụ này nữa là nó sẽ nở chùm chùm luôn á, mỗi mất lá một nụ luôn á, quá trời. Lô nhỏ trong đây thì 1,4 triệu. Giá này thì mọi người có thể mua về mình bán lại cũng được, giá rất là ok ha. Rồi mình nhắc lại số điện thoại của mình là 0917 072 138 nha. Và lớn luôn nè, cái này cái tàn phải 1,5 trở lên nè, chiều cao này chắc cỡ 1m8 1m9. Đâu này, cây to như thế này mà chỉ có 1,5 triệu thôi. Cây trong đây hiện 1,4 triệu, nụ là hết mình luôn. Rồi, mình chào cả nhà nha.